cái vỏ nhám này rất dễ bị bao sơ bạn nhé. Chúng ta sẽ cắt cái túi sau 14 năm đặt trong một bạn nhé. Cái bao sơ rất dày này, cắt ra xem là bên trong cái túi này nó có chứa cái gì. Đấy mà nó lại cứng như này bạn nhé. Đấy, bao sơ rất là dày cứng này. Lớp bao sơ rất là dày luôn, nó xem cái tổ chức túi bên trong. Hiện tại thì với kỹ thuật can thiệp hiện đại, người ta tránh chảy máu, can thiệp nhẹ nhàng hơn, cũng như là những loại túi độn nó phù hợp hơn, nó có những cái vỏ nó chống được bao sơ này, cũng như là quan trọng nhất là kích thước túi độn nó lựa chọn nó phù hợp, can thiệp nó hài hòa, thì hoàn toàn sẽ hạn chế được cái tình trạng bao sơ sơ cứng này bạn nhé. Thấy bao sơ rất là dày, bên trong là một cái túi độn vỏ nhám như này. Cái vỏ nhám này rất dễ bị bao sơ bạn nhé, chúng ta không nên đặt những cái chất liệu vỏ nhám như này. Đấy, bao sơ rất là dày, rất là chắc như này bạn nhé. Đấy, vỏ nhám. Đấy, và túi ta đã chuyển sang cái gel bình thường, các bạn thấy là túi gel người ta màu trắng đúng không? Bây giờ nó đã chuyển sang màu vàng rồi. Màu vàng đục này rất là thay đổi rất là nhiều rồi các bạn nhé. Đấy, thì rất là ảnh hưởng. Đấy, khi can thiệp là nên lựa chọn những túi vỏ nano vi nhám hoặc những túi vỏ trơn thôi. Đấy, cái gel khi mà cắt ra đây các bạn nhé, nó chuyển sang màu vàng rồi. Đấy, gel chuyển sang màu vàng rồi. Đấy. Dù cái tính định hình trong túi rất là tốt nhưng mà bao sơ rất là cứng, chắc này.